Ngay sau đây sẽ là chuyên mục mỗi tuần một địa chỉ. Phát triển khoa học công nghệ là nền tảng động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sâu xa hơn, tập trung đào tạo nguồn nhân lực là nền tảng căn cơ nhất để phát triển khoa học công nghệ. Và nhắc đến việc đào tạo nguồn nhân lực này, không thể không nhắc đến những thế hệ kỹ sư mà mấy mươi năm qua, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho thị trường lao động. Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, Đại học Bách khoa làm gì để giúp sinh viên tiếp cận kiến thức thế giới nhanh nhất? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Đây là nơi trui rèn kiến thức, kỹ năng và tay nghề của hàng chục ngàn kỹ sư trong suốt gần 60 năm qua. Đại học Bách khoa được coi là một trong những trung tâm khoa học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, là trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có những ngành nghề mà uy tín của nó gắn liền với uy tín của Bách khoa và càng ngày càng phát triển theo yêu cầu của nền khoa học kỹ thuật. Thì vấn đề đặt ra là làm sao cho doanh nghiệp biết đến cái tạm gọi là cái chất lượng đào tạo của Đại học Bách khoa. Thì chất lượng này đã duy trì trong 50 mấy năm qua, gần 60 năm. Thì một cái điểm quan trọng nhất là mình làm sao cho khoa chuyên ngành và đối với các doanh nghiệp phải có một sự giao lưu. Như vậy vấn đề đặt ra là Đại học Bách khoa làm sao mà duy trì cái chương trình đào tạo. Thì một trong những yếu tố đó là cái chương trình. Trong những năm qua, Đại học Bách khoa đã liên tục đổi mới chương trình đào tạo. Đáng chú ý, trong năm vừa qua, trường đã xây dựng chương trình đào tạo mới cho 33 ngành, kể cả các ngành xuất hiện ngay từ những ngày đầu thành lập và các ngành mới mở. Nhà trường đặt mục tiêu rất rõ rằng cái mà trường chuẩn bị cho sinh viên không phải là tất cả kiến thức, mà là những gì căn bản và thái độ, tinh thần học tập suốt đời. Thực ra nếu chúng ta liên tục chạy theo các công nghệ mới và các kỹ thuật mới, chúng ta sẽ không làm được chuyện này. Cái quan trọng nhất mà nhà trường chuẩn bị cho sinh viên của mình là một nền tảng kiến thức. Cái nền tảng đó là cái nền tảng mà gần nhất không thay đổi. Nền tảng khoa học kỹ thuật, cái nền cứng thì nó không thay đổi. Và cái thứ hai là cái khả năng nghiên cứu và khả năng tự học suốt đời. Nên trong khi mà trường Bách khoa phải liên tục làm lại chương trình đào tạo, và trong đó chúng tôi theo các chuẩn quốc tế thì nó yêu cầu chúng tôi phải cung cấp cho các em, thứ nhất là cái kỹ năng học suốt đời, lifelong learning, là cứ phải học suốt đời. Cái thứ hai là kỹ năng nghiên cứu, vì anh tự nghiên cứu được thì anh tự phát triển được. Và cái thứ ba là câu chuyện về đạo đức. Nếu anh là một cái người lao động chuyên nghiệp mà anh có đạo đức và anh có khả năng học suốt đời thì nói chung anh đi rất là xa. Còn trường thì cũng không thể nắm tay các em suốt được. Nhưng mà đấy là những thứ mà chuẩn bị cho em. Ngoài ra thì hiện nay trường Bách khoa chuẩn bị khá nhiều thứ, đặc biệt là kỹ năng mềm. Các ông kỹ thuật thì nhiều khi ông rất là kỹ thuật, nên phải chuẩn bị cho ông những kỹ năng mềm để làm việc với con người. Trải qua 60 năm hình thành phát triển, trường Bách khoa không còn là một trường kỹ thuật thuần túy khô khan. Định hướng của trường không còn là giúp cho sinh viên chinh phục được thế giới máy móc, công nghệ, kỹ thuật, mà là giúp sinh viên đứng vững trên thị trường lao động và đạt được thành tựu. Sẽ không có ví dụ cụ thể nào xác đáng hơn ngành quản trị kinh doanh của khoa quản lý công nghiệp thuộc Đại học Bách khoa. Sinh viên kỹ thuật không thể chỉ biết về kỹ thuật. Với những gì mà trường Bách khoa đang và không ngừng cải tiến để chuẩn bị hành trang cho các bạn sinh viên, chúng tôi tạm gọi đây là chủ trương mềm hóa sinh viên ngành kỹ thuật. Điều đó hoàn toàn cần thiết trong một thế giới mà con người không chỉ làm việc với máy móc, mà quan trọng hơn, con người làm việc với con người. Vừa rồi là một địa chỉ ấn tượng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu về cơ hội du học Úc với dịch vụ tư vấn du học.